Đây, đơn hàng của ông khách mới tức thì luôn. À, ông khách này ở Long An. À, cảm ơn anh em gần xa rất chuộng cái đầu bơm bụng của em nha, bơm bụng bơm phân của em nha. À, đây cũng là một em đây cho anh em xem luôn, cận cảnh luôn đây. À, từ lâu rồi mấy em gà không quay cho anh em xem. Đây đây là em quay cho anh em luôn nè, thẳng đơn hàng của ông khách này đi liền nha. À, về Long An. À, ông khách này ông anh Khanh ở Long An. Đây cho mình giới thiệu cho anh em luôn. Đây ở đây em sử dụng mà cái loại khoan không có sử dụng cái loại khoan vít nha. Em sử dụng loại khoan để cho tránh tình trạng mà nó bị quấn gác nha anh em. À, em xài loại khoan này, không có xài loại vít. Nãy có ông khách hỏi em có sử dụng vít không, em không sử dụng vít. Em sử dụng cái loại khoan để tránh tình trạng bị dướng gác nha. Này nó sẽ chặt gác cho anh em luôn. Cái ống này ống ra là 90. Ống ra 90 nha. Xài tiếp là tiếp phi 34. À, cái lắp bên trong này là phi 16 nha. Ở đây em bán là trong đây có mâm sẵn luôn nha mọi người. Đây anh em xem à, hôm nay có mâm sẵn cho anh em luôn, anh em không cần phải mua gì hết cả nha. Đây là phi 16 chuẩn cho anh em luôn. À, tiếp 34 lỗ ra này là phi 90, sử dụng cho motor hai ngựa, hai ngựa rử, ba ngựa đều được nha. Không sử dụng cho máy Honda 5,5 HP, 5,5 ngựa hoặc là 6,5 nha. À, 6 ngựa rử à, đều được nha. Anh em ở gần ở xa ai có nhu cầu mua của em thì có thể nhắn tin cho em. À, anh em mà ở ở nhà mà có cái dàn taxi rồi đó, sử dụng mà cái loại mà sử dụng cho cái máy mà cút xéo á vẫn sử dụng được nha anh em. Sử dụng cút xéo vẫn sử dụng được nha. Ở đây nếu như anh em mà xài cút thẳng là phải mua cái loại chuyền sên giống như của em. Taxi có sên là anh em sử dụng được loại này. Và anh em sử dụng cút xéo vẫn được sử dụng loại này, nhưng mà anh em sử dụng xài mà cái máy xài trực tiếp. Xài cái máy sử dụng cho